Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin vui mừng kính chào quý bà con, quý vị và các bạn xa gần. Sáng hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2024, thưa bà con, trời Huế vừa đang mưa một cơn mưa nhẹ nhẹ, đường còn ẩm ướt một chút. Xa xa kia là cầu Trường Tiền, trời cũng đang xe xe lạnh. Đây là khung cảnh trời Đông Ba vào buổi sáng. Tuy nhiên giờ chúng ta không vào đó mà chúng ta đi thẳng tới đằng kia là cầu Gia Hội, về đường Chi Lăng qua thăm chợ Dinh, bà con buôn bán thế nào và xem có món gì ngon ăn sáng luôn bà con nhé. Vâng, xin mời bà con. Đường Huỳnh Thúc Kháng bên cạnh sông Đông Ba. Đây là một con sông đào từ thời vua Gia Long, thưa bà con. Vua cho đào con sông này để tạo nên cái hệ thống quốc phòng cho kinh thành Huế. Do đó đã làm cái vùng đất phía bên kia, bên đường Bạch Đằng, Chi Lăng trở thành một cái ốc đảo. Ngay tại thời đó thì vua cho xây dựng một cây cầu bằng gỗ tại cái vị trí cầu này và đặt tên là cầu An Hội. Đến thời vua Minh Mạng thì đổi thành Gia Hội. Vì do cái vùng đất này biến thành một cái ốc đảo bởi cây sông Đông Ba và sau chợ là một nhánh trại của sông Hương, cho nên chị bà con lúc đó đã họp chợ và hình thành cái chợ này có tên là chợ Dinh. Nhắc đến chợ Dinh thì bên nhớ Huế của chúng ta có một cái đoạn hò ru con rất hay. Ru con cho ngọt cho bùi, để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu, mua vôi chợ quảng chợ cầu, mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh. Chợ Dinh bạn ảo con trai, chiều sơn bản nón màu tài bản kim, kim găm tay ảo mất rồi, lấy chi mà dịch lại ngồi quanh tay. Bây giờ xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta đi vào bên trong chợ Dinh xem tình hình bà con hàng hóa như thế nào. Bán được chị? Tạm tạm á. Tầm 50 mét đó bà con, là đến sông Hương rồi. Bây giờ chúng ta đi ngược lại. Dạ. Huế Việt Nam Ngày Nay. Dạ. Bên này chợ Dinh là một ngôi chợ nhỏ thôi so với cả cái chợ Huế. So với chợ Đông Ba thì nhỏ hơn rất là nhiều. Có một cơ sở luộc cua, luộc tôm. Em biết nấu đồng cưới, chứ luộc cua, luộc tôm chứ. À, cái mình nấu đồng cưới hả? Dạ. Cái nhà hàng mình là nhà hàng chứ? Nhà hàng Gái Hiền. Nhà hàng Gái Hiền ngay chợ Dinh luôn hả? Chưa lần đảo bà con ơi. Nghe cái mùi nó no bật ra chưa ăn sáng. Sao cái nước mình tận dụng hả? Dạ, cái nước là còn nhé. Nó chỉ nấu súp nữa đó nữa. À, mình nấu súp. Gần Tết rồi bà con ơi. Hoa là nở rực rỡ quá. Cách chợ Dinh một đoạn tầm cỡ 1 km thôi là chợ Cồn, phường Gia Hội, hồi xưa là phường Phú Cát. Tầm địa chỉ 208 đường Chi Lăng. Bên kia bên thầy có một quán bún gọi là bún thu, bò, cua, gân, giò, vịt. Mời bà con chúng ta qua thưởng thức như thế nào? Trên đường Chi Lăng, tầm cỡ địa chỉ 237. Dạ con, tao buồn ngó rồi, bò giò ấy. Bò giò, vịt,
gần chỉ có cả giò gần. Như như bên thầy quảng bún gõ thu là đông nhất trên đường Chi Lăng à? À rồi hả? Đây bà con à, ăn tô bún 30k quảng o thu, có thể gọi là bún bình dân. Thường những cái tô bún mà đặc sắc thì tô tầm cỡ 50 trở lên. Quảng o thu địa chỉ 237 đường Chi Lăng, bà con quý vị quán nha. Chợ mình khỏi mấy cục gân. Cái nước nó cũng ngon đấy bà con ạ. Được, bà con nghe. Sơ sơ thôi cả cây. Thêm cái này nữa này. Được, tương. Cho nó có màu có gia vị cay nồng hơn. Gừng, gừng bò. Mấy bà con chúng ta thưởng thức cái gừng bò này trước này. Bây giờ không ăn thịt bò nữa mà gừng bò. Đội kiều chúc bà con nghe. Giòn. Giờ heo to. Ba mươi ca như thế này bên này rẻ, khoảng bên này bà con ăn cũng nhiều. Cũng đạt đó bà con ạ. Có 7 điểm. Rau trồng bà con nha. Có một số người đi trễ kêu do hết hàng luôn. Làm cái miếng ớt. Giờ mời bà con ăn giò heo. Một cái giò khá to. Tiếp tục bà con ơi. Xin mời bà con. Ôi ơi. Nặng quá. Giò heo hơi mềm. Rồi, gần với đất rồi bà con. Sau khi đi chợ Dinh ăn sáng xong, mời bà con quý vị và các bạn chúng ta dùng cà phê loại sải sữa. Coi như sáng nay chúng ta làm cái combo đi chợ ăn sáng cà phê luôn. Xin mời bà con cà phê. Rồi bà con. Dạ, như vậy Bình xin cảm ơn bà con quý vị và các bạn rất là nhiều đã cùng với Bình chúng ta về thăm Huế, combo đi chợ ăn sáng cà phê. Xin chân thành cảm ơn bà con quý vị và các bạn. Xin chúc bà con quý vị và các bạn một năm mới tốt lành như ý, thành công trong mọi việc. Quý vị và các bạn không quên giúp cho Bình các ý kiến bình luận, subscribe đăng ký để cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay, chia sẻ video để người thân bạn bè. Xin hẹn gặp lại bà con quý vị và các bạn. Video tải lên sớm nhất. See you again later.